Xin chào tất cả các bạn. Mình là Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Số điện thoại của mình là 0987829002. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay giới thiệu với các bạn đây là hoàng thảo Đi Sa Tum, hay còn gọi là hoàng thảo Điện Biên Đông. Hàng mình trồng thuần tại vườn đây các bạn nhé. Rất nhiều thân tơ. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Một giò này rất nhiều thân tơ. Ra hoa vào đúng dịp Tết Nguyên Đán hàng năm, màu vàng, có mùi thơm mùi mật ong. Cái này anh em sưu tầm treo ở trong nhà mình vào cái dịp Tết thì nói thật với các bạn rất là đẹp và rất là say hoa. Các bạn nhìn đây. Trồng thuần của mình tại vườn này, Đi Sa Tum. Loài này thì cũng rất là dễ sống, phát triển rất là tốt trên mọi miền Tổ quốc. Và hai giò hoàng thảo Đi Sa Tum này mình bán với giá là 300.000 đồng một giò các bạn nhé, hàng trồng thuần. Anh em nào có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0987829002. Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Và anh em có nhu cầu sưu tầm thì đặt hàng và chuyển khoản cho mình sẽ gửi hàng cho các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.